Uh, các vong hồn cũng có những cái cảnh giới khác nhau, kể cả về các bậc tiên cũng vậy, có từ quỷ tiên, nhân tiên, uh, địa tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, thì các vong hồn, thì các cấp bậc họ như thế nào và chúng ta phân biệt ra là làm sao? Uh, thứ nhất tôi xin được uh, phân biệt cho các bạn về hiện tượng các vong linh nhập đó là gia tiên nhà mình hay quan gia cháy chủ trước. Nếu là gia tiên nhà mình đó, thì khi nhập vào các bạn hoàn toàn sẽ không biết gì Bởi vì vì đồng tần số nên là cái vong hồn đó có thể chiếm toàn bộ thân bạn Thậm chí lên cả trên cái luân xa 6 này Đó thì vì sao? Vì chúng ta là gia tiên là đồng tần sáu với chúng ta Còn những quan gia trái chủ mà vào mà nhập vào chúng ta rồi xưng là ông bà Hoặc là cụ hay gì đó đó thì thường chúng ta sẽ rơi vào trạng thái 50 50. Nghĩa là người ta chỉ chiếm được đến cái luân xa này của chúng ta thôi. là chủ về lời nói, chúng ta nói không kiểm soát được nhưng đầu chúng ta vẫn biết vì trên này, cần trên này không chiếm được vì trên này là thần minh ngự rồi. Đúng không ạ, cái luân xa số 7 này. Đấy để các bạn cần chú ý. Thì về các cái vong linh đó thì vong linh họ không có thân xác như chúng ta đâu. Nên là chúng ta sẽ phân biệt bằng màu sắc. Giống như khi các bạn nhìn người da đen đó, bạn biết là người châu Phi, đúng không ạ? Nhìn người da vàng bạn biết người châu Á nhìn người da trắng chúng ta biết là châu Âu thì các vong linh cũng vậy với các quan hồn và với những cái vong chết trẻ thứ nhất về các cái vong chết trẻ thì thông thường là họ sẽ ở một cái màu ánh sáng màu trắng ánh sáng màu trắng kể cả họ có chết oan nhưng nếu mà họ tu được đó họ buông bỏ chấp trước đó thì sau này thường là thân họ sẽ toàn bộ là màu trắng và nó có thể tỏa ra một cái ánh sáng giống như cái đèn tip của chúng ta đó và những cái vong hồn này thì đi tới đâu không tạo ra chúng ta cái cảm giác bị sởn tóc gáy bị sợ hãi mà họ thường là sẽ đi độ cho người đặc biệt là gia, gia đình nhà mình nên mới nói là người mất trẻ hay thiêng là vì vậy đó còn thứ hai nữa là các quan hồn mà ở cái diện mà màu đen nhé chết là màu đen là sao là người ta vẫn còn bám chấp người ta bám chấp thì thường người ta sẽ có những hiện tượng như tóc đen toàn thân đen xì mặc những bộ đồ đen đó thì đấy là những cái vong hồn còn đoán chấp thì những cái vong hồn đoán chấp đó thì cái hiện tượng là nếu là cái hình ảnh như vậy màu sắc như vậy rồi nhưng à, về cái cảm giác đó thì chúng ta cảm giác rất là nặng người bởi vì họ vẫn đeo bám mà rất là nặng người bạn nhớ nhé nặng người nặng người nó khác với cả cái hiện tượng bạn, bạn 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 sợ đó nó nặng người xuống và thường chúng ta về sẽ rất là mệt chúng ta sẽ rất là mệt nên tại sao những cái chân linh mà chưa siêu thoát đấy mà cũng nhập vào người chúng ta chẳng hạn đó xong sau người chúng ta rất là mệt chúng ta ra mồ mả những nơi nào mà cái uh, vong linh ở nơi đó chưa siêu thoát nó vậy chúng ta bị hấp thụ vào chúng ta rất là mệt còn kế tiếp là tới oán hồn oán hồn thì thường là sao ạ là họ thường có những cái đen nhưng mà pha đỏ nghĩa là mắt họ có thể đỏ đúng không ạ nên là nó đại diện cho máu đó oán mà oán nó đại diện cho cho máu thì đặc biệt là cái ánh mắt bạn nhìn vào sẽ màu đỏ nhưng nhưng về cái đấy là về cái màu sắc còn về cái cảm giác là gì những cái người đến người ta ví như là gần như là quỷ ấy đó nếu mà họ bám cho cái quá nó có thể hàng trăm năm thì cái hiện tượng là chúng ta đi chúng ta sẽ dợn hết gọng sống lưng lên dợn hết sống lưng rồi dợn cả lên đến đoạn gáy này nhé thì đấy là chúng ta đã đang đang tiếp xúc với những quỷ hồn những nơi đó và 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 những cái linh hồn đó những cái vong hồn đó rất là đang oán chấp rất nhiều họ đang oán hận một cái điều gì đó rất là lớn có thể với gia đình thậm chí với có thể với với người ngoài còn kế tiếp đó với những cái linh mà đã siêu rồi mà họ tu được rồi nghĩa là họ có tu vi đấy họ có tu vi đấy thì về khi mà nhập vào thì thường là cái người đó sẽ hồng hào lên đó mà thậm chí nhìn đẹp lên hồng hào lên mà còn còn khỏe mạnh lên đấy chúng ta hay ví như kiểu là ma khôn đó. Tất nhiên thì trong nhà Phật cũng không có uh, ủng hộ cái việc là các vong linh vào bởi vì nó rất là ảnh hưởng đến việc âm dương, nhưng đó là một cái hiện tượng. Thì khi bạn đến những nơi đó đó, đặc biệt là nếu gia tiên là mình về thì bạn thường cảm nhận được cái sự phù trì, cảm nhận được một cái hơi ấm và sự an tâm. Nên tại sao một số người khi khấn xong đó thì người ta cảm nhận được một cái sự an tâm. Đấy thì thường đó là người ta cho chúng ta cảm giác đấy. Những cái vong đó thì thường là sẽ tỏa được ra ngoài cái màu sáng trắng ra thì đã tỏa được ra cái cái sắc vàng rồi cái sắc vàng nhé. Còn khi những chân linh mà hiển thánh được, tu mà hiển thánh được lớn hẳn đó thì họ sẽ có những màu sắc khác nữa. thì cái này nó sẽ có nhiều cái cấp độ khác nhau. bởi vì chúng ta để mà chúng ta thấy thì thường chúng ta khai mở âm dương nhãn. nhưng nếu chúng ta không khai mở âm dương nhãn thì chúng ta sẽ có cách chúng ta nhận biết đâu là oan gia, đâu là gia tiên và chúng ta sẽ theo cái cảm giác này và để chế ngự đó thì thường chúng ta sẽ bắt quyết và và chúng ta trì um, chú đúng không ạ với những cái vong hồn bình thường chúng ta có thể trì chú Om Mani minh hùng nhưng với những cái vong linh mà mạnh hẳn thì chúng ta nên trì chú uh, lăng nghiêm còn nếu mà chúng ta muốn cầu siêu cho họ được siêu thoát thì chúng ta trì chú của ngài địa tạng vương bồ tát đó vì ngài địa tạng vương bồ tát là cai quản cái cõi quả u minh đó và chú lăng nghiêm là chú mạnh nhất để xua đuổi gọi là quỷ quỷ hồn đó và những cái vong linh oán chấp rất là nhiều đấy thì đây là một số cái mà các bạn cần để ý còn video tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cái vấn đề này nhưng đó là về các cái hiện tượng khi là chúng ta bị mộng mị bị trêu hay bị bóng đè thì các vong hồn này là có cái mong muốn gì với chúng ta họ đang cầu chúng ta hay họ đang muốn dọa chúng ta thì tôi sẽ chia sẻ ở video sau cảm ơn các bạn